Chào các bác nhá. Chia sẻ với các bác này, nhất là các bác mới chơi và cái cách lấy cầu ong ra để mình khai thác nhá. Để khai thác mật thì đầu tiên là mình sẽ dùng cái bình xịt khói. Đấy. Mình tách các cầu ra và đưa một lượng khói vừa phải vào thì ong nó ngửi mùi khói là nó sẽ dạt ra một bên nhá. Rồi mình bắt đầu nhấc cầu lên này, mật bít lắp hết rồi các bác này, ong đẹp rực rỡ luôn. Đấy. Cái này là nó đang căng mật thì ong nó cũng sẽ hiền hơn. Đấy. Anh để chú để anh Toàn anh Vũ ạ. Khi mình tách hết ra nhá, tách ra. Đấy, tách ra này. Rồi bắt đầu mình tiến hành mình rũ. Đấy, các bác rũ mạnh tay rũ dọc xuống. Rũ dọc xuống. Thì còn con ong nào nó sót lại ở trên cầu thì lại dùng tiếp cái bình xịt khói. Rồi mình khói. Thì các bác đây đấy. Nhá. Cái khay kia. Cái sách đây. Đây, rũ nha các bác, rũ xong thả vào cầu. Thả vào cái sách cầu này. Rũ mất chúa người ta có để ý được. Đấy nha. Mật thế này cơ mà. Các bác lưu ý rũ là mình rũ theo chiều dọc hất xuống dưới. Đấy. Ở dưới thùng ong mình rũ gần hết rồi xong mình nhấc dần lên. Nhấc dần lên. Đấy nha, nhấc dần lên. Đấy nha, rũ là như này, nhấc lên cái là rũ nhẹ một hai cái để đánh động con ong này. Thế này. Đấy, đánh động ong là tự động nó sẽ dạt ra, tại vì nó cũng đang ngửi cái mùi khói từ lúc trước rồi. Đấy, như thế này là được rồi này. Đấy, còn mấy con nữa thì mình có thể mình thổi hoặc là mình dùng mình xịt khói. Đây, mình xịt qua một cái là sẽ đưa cho người khách để vào trong quá trình cắt bít để quay nhá. Cắt bít để quay. Đây các bạn này. Đấy, lát nữa quay xong, tôi sẽ lại quay chi tiết cho các bác. Ong chú kia đúng không? Tôi cho các bác thấy được cái quá trình mà lại mình lại thả cầu ong lại nhé, thả ong lại. Đây các bác lưu ý nè, trước ong này bây giờ đang buổi sáng nó mát nó cũng hiền, nhưng đối với ong mà buổi chiều hoặc là ít mật thì nó dữ hơn thì mình sẽ phải dùng cái lượng khói nhiều hơn. Đấy. Chứ còn bình thường mình dùng một chút lượng khói thôi là đã ong đã dạt ra rồi nhé, dạt ra rồi. Đấy. Đây tiếp tục bên này nữa này. Mất tướng này, nó không có mấy mà. Anh biết mất tướng luôn á? Không nói nhìn rồi. Đàn này nó mất tướng là nó giữ hơn cháy ra, không là nó chơi đấy. Đấy nó mất tướng nó giữ này. Mất tướng nó giữ. Cái này nó đang đắp mũi rồi phải không? Đây các bạn. Nó không có thằng chỉ huy gì nữa rồi. Đấy. Đàn này không phải nước cầu. Đưa lượng khói vào. Đây cái đàn này anh em nuôi quen là cũng đã biết rằng là hôm trước thăm là đàn này bị mất tướng nhá, mất tướng. Cái đàn mất tướng này là nó sẽ giữ hơn đàn khác. Nó sẽ giữ hơn đàn khác. Thì khi mình làm những cái đàn này mình phải cẩn thận hơn. Đây các bác quan sát nhá. Khi vừa mới nhấc cái cầu ong lên khỏi cái miệng thùng một chút thôi thì mình lắc 1 2 3 cái để đánh động con ong. Là như này nhá. Nhấc nhẹ lên như này. Đấy. Mình bao giờ mình đánh động con ong là để cho nó biết là mình rũ nhẹ 1 2 cái để nó chuẩn bị cái tư thế đó rồi thì nó không bị bức con ong. Mình rũ mạnh. Rồi đấy. Thì là con ong nó được đánh động là nó sẽ tự dạt ra. Xong mình rũ mạnh một phát nữa là nó sẽ xuống hết thùng để mình lấy cái cầu. Đây là đàn này là đàn mất chúa này. Đây mũ chúa phải để lại một cái. Đây đây, nó đang đắp mũ chúa này. Cái những cái đàn ong mà mất chúa thì nó không có mật. Nó ít mật hơn. Nó không đi lại. Không có thằng chỉ huy, chúng nó chỉ ở nhà hết. Thế bây giờ thì theo mũ chúa nở ra này có. Cái đàn này là mất chúa là tương đối nó giữ đấy các bác nhé. Đàn này nó giữ hơn cái đàn bình thường. Đàn này kia để một cầu có mất chúa. Đây nhá. Đây nhá, bây giờ đây là cái quá trình. Cho em một cầu vào đây nhá. Chú ơi. Đây 4 đây. Đâu? Đây ba. Ba. Chú ơi, chú ơi. Cho thêm một cầu. Đây nhá, chú làm từ từ để cho đây, mọi người mới nuôi biết nhá. Ba đúng gì? Đấy. Mình để lấy khói, mình xịt bớt, mình đuổi nó ra khỏi cái khe này. Đấy, ra khỏi cái khe này trước đi đã. Không rồi chú để nó đèn lên đấy. Đấy. Mình lùa nó ra khỏi cái khe trước đi. Xong bắt đầu mình thả cái cầu ong xuống từ từ. Đây là trong cái quá trình Vào cầu lại. Đấy. Mình đã quay mật rồi, và mình vào cầu lại. Đấy, mình vào làm sao cho nó nhẹ nhàng để con ong nó ổn định, nó tiếp nhận cái cầu nó luôn, nó không có bị loạn nhá. Xong mình dồn vách ngăn lại. Rồi vách ngăn lại này. Đấy, mọi thao tác hết sức là nhẹ nhàng.
ong này mình làm rất là khéo léo các bác nhé, khéo léo và kết hợp thêm ít khói. Đấy. Thì làm sao mà trong cái quá trình mình khai thác mật là cái đàn ong nó vẫn ổn định, nó không có bị xáo trộn nhé, không bị xáo trộn thì không ảnh hưởng đến cái xáo trộn gì hết. Đây cái này mình chỉ đợi vào một nát thôi là cái hoạt động nó lại đi làm mới bình thường phải không chú? Đấy nó lại hoạt động đi làm bình thường thôi, không phải gì. Đặc nhiên một tí là một, không đến buổi chiều là nó lại đi ngay bình thường như là bình thường. Vâng, lại đi làm như bình thường thôi. Đấy. Đây là cái quá trình mình lấy cầu ra để khai thác mật và quá trình vào cầu lại nhé. Các bác cảm ơn các bác đã theo dõi nhá. Mọi thắc mắc hay là mọi tư vấn gì thì các bác cứ liên hệ trực tiếp với số điện thoại trên màn hình nhé. Đấy, shop sẽ tư vấn hết cỡ lên. Đây các bác. Đây các bác. Rồi, cảm ơn các bác nhé. Hẹn gặp lại các bác trong clip sau nhé. Cách kia còn một cầu.